có một nhóm người đã tham gia hỗn chiến và gây náo loạn trên cầu Nhị Thiên Đường ở thành phố Hồ Chí Minh và đã bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam 6 người bao gồm anh Phạm Văn Hùng 25 tuổi, Nguyễn Hoàng Long 27 tuổi cùng ngủ ở huyện Bình Chánh Trần Ngọc Minh Thắng 21 tuổi, Nguyễn Vĩnh Đạt 19 tuổi, Nguyễn Thành Tân 26 tuổi và Huỳnh chấn Hào 18 tuổi ngủ ở quận 8 Hiện tại thì cảnh sát đang truy xét người cầm đầu của hai nhóm đó là Nguyễn Chí Tê 26 6 tuổi ngủ ở quận 5 và Trương Nguyễn Thanh L 20 tuổi ngủ ở quận 8 ra thông báo cho những người tham gia hỗn chiến đầu thú để có thể được hưởng khoan hồng. Trước đó theo điều tra của công an giữa T và bạn L thì có mâu thuẫn nhỏ với nhau, tuy nhiên cả hai đã không xử lý được nên hẹn nhau quyết chiến trên đại lộ Võ Văn Kiệt quận 5. Cả hai nhóm đụng mặt tại khu vực công dị thiên đường ở quận 8 nên xảy ra hỗn chiến. Công an quận 8 có mặt và nổ súng trấn áp, bắt được một số người, riêng T và L thì đã nhanh chân tẩu thoát. Vụ hỗn chiến khiến cho một người đi đường bị chém nhầm, nhiều người dân xung quanh một phen khiếp vía. Qua điều tra, cảnh sát bắt được 6 người nên đã ra quyết định khởi tố và tiến hành truy bắt lại những người còn lại.